Chào các bạn, tiếp tục trong clip lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về các giao diện làm việc trong SketchUp 2013. Chúng ta sẽ cùng mở một file SketchUp 2013 lên. Lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về hai thanh công cụ File và Edit. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về View. Các bạn kích vào View và vào đầu tiên là sẽ là Toolbar. Ở đây các bạn kích vào Toolbar, ở đây là có những cái thanh công cụ phải làm việc trong SketchUp. Đấy, mình có thể chọn vài lệnh một cái lên cho các bạn xem. Đấy, con camera chẳng hạn, construction, drawing, edit. Đấy, hoặc là các công cụ như là principal, section. Đấy, view style, warehouse. Đấy, đây là những thanh công cụ mà chúng ta sẽ thường xuyên làm việc trong SketchUp. Và các bạn có thể tùy chỉnh vị trí của nó, các bạn có thể kéo nó ra, cho nó sang bên trái, cho nó sang bên phải, tùy thuộc vào các bạn. Và mỗi người sẽ có một cách sắp xếp riêng của bản thân mình. Và mình lưu ý các bạn là nên bật và tắt những cái công cụ này khi nào cần thiết, vì tránh để làm rối màn hình làm việc của các bạn. Tiếp theo là vào View và quay trở lại Toolbar, thì các bạn sang một Option, thì ở đây có một chế độ là Large Icon, nghĩa là to hay nhỏ cái biểu tượng. Đấy, ở đây mình sẽ chọn chế độ nhỏ thôi. Tiếp theo sẽ là Skin Tab, ở đây nghĩa là tab của các khung nhìn. Thì ở đây mình chưa có một cái khung nhìn nào nên mình sẽ tạo ra một khung nhìn skin. Đấy, nó ngay lập tức sẽ có một cái tab các khung nhìn ở đây, và đây chính là skin bar, và chúng ta có thể bật hay ẩn nó. Hidden geometry nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có ẩn hiện các đường nét sinh của đối tượng hay không. Ở đây mình sẽ tạo ra một hình trụ. Hiện tại hidden geometry này đã nắp, chúng ta sẽ bật lên. Các bạn thấy ngay lập tức các đường sinh của cái hình trụ này nó đã hiện ra. Và khi chúng ta bật nó lên thì chúng ta có thể kích vào từng mặt phẳng nhỏ trong cái khối hình trụ này và kích vào các đường sinh này. Tuy nhiên khi chúng ta tắt nó đi, các bạn có thể thấy nó nhận diện đây là một mặt phẳng duy nhất và chúng ta cũng không thể kích vào các đường sinh. Các mục Section Plane và Section Cut là các cái hiển thị về mặt cắt trong sketch mà mình sẽ giới thiệu sau khi chúng ta nhắc đến phần mặt cắt. Tiếp theo là axis, là trục tọa độ. Các bạn thấy hiện tại mình đã tắt trục tọa độ đi. Khi mình bật lên, đấy, nó sẽ có một trục tọa độ ở đây để chúng ta dễ dàng làm việc, làm căn cứ mốc làm việc. Tiếp theo là guidelines. Guidelines là như mình đã hướng dẫn lần trước, guidelines là các đường chỉ dẫn. Ví dụ như mình muốn tạo một đường chỉ dẫn ở đây, ta sẽ tạo một đường chỉ dẫn này. Đấy, các bạn có thể thấy cái đường chấm chấm này chính là cái đường guide, tức là cái đường chỉ dẫn, và chúng ta có thể tắt hay bật nó. Đấy, các bạn thấy chúng ta đã tắt nó đi và chúng ta bật nó lên. Đấy, tiếp theo là shadow, là tức là bóng đổ. Chúng ta có thể tùy chỉnh bật hay tắt bóng đổ. Và các bạn lưu ý là trong tab toolbar có một cái công cụ là công cụ shadow. Thì ở đây mình, các bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập về ánh sáng bóng đổ, nó ở đây. Đấy, chính sáng, ngày giờ, độ sáng tối, đấy, múi giờ, vân vân. Mình lưu ý các bạn là chế độ shadow này nó sẽ gây cho nặng tác với phần mềm, nên chỉ hạn chế bật shadow này lên. Tiếp theo là fog. Fog là chế độ sương mù. Các bạn có thể thấy cái này thì có tác dụng là trong diễn họa origin là chính và không có tác dụng trong render. Các bạn có thể thấy ở xa thì nó mờ hơn, gần nó sẽ sáng rõ. Đấy chính là chế độ sương mù fog. Tiếp theo là các chế độ về S-style và face-style, tức là các chế độ về nét và mặt phẳng. Đấy, các bạn có thể thay đổi, lựa chọn các chế độ nét làm sao cho nó thích hợp cho dự án của mình, cách tùy vào cách các bạn muốn thể hiện. Và mình cũng lưu ý là tùy vào cách hiển thị nét và mặt phẳng này cũng sẽ gây nặng nề hay là nhẹ file. Đấy, và ở đây cái chế độ nét này các bạn có thể thấy trong mục công cụ style. Đấy, ở đây là các chế độ và chế độ mặt phẳng. Đấy, các bạn cũng lưu ý là hãy kết hợp làm sao cho nó hợp lý để tránh nặng nề file khi chúng ta hiển thị một cái file bản vẽ SketchUp. Cuối cùng là component edit. Ở đây chúng ta sẽ mình sẽ tạo ra các component và group cho các bạn để minh họa thế nào là. Đây mình sẽ tạo nó là một group chẳng hạn. Mình sẽ copy nó ra.
Tiếp theo mình sẽ tạo một component. Mình tạo nó thành một component. Mình cũng copy nó ra. Đầu tiên, mình sẽ vào View và Component Edit. Ở đây có chế độ High Res of Model. Mình đã đặt phím tắt là Shift 1. Chế độ High Res of Model này có nghĩa là gì? Khi chúng ta chỉnh sửa một component hoặc một group, thì nó khi mình vào khung hình chỉnh sửa, thì nó sẽ ẩn toàn bộ các đối tượng xung quanh mà không liên quan đến group đó hoặc common đó. Ví dụ khi mình kích vào đây, mình bật chế độ High Res lên Shift 1, các bạn có thể thấy chúng ta đã ẩn toàn bộ các đối tượng. Đấy. Tiếp theo là High Similar Component, nghĩa là bạn có ẩn hay không ẩn các đối tượng component giống nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta có hai component này giống nhau, mình sẽ vào khung hình chỉnh sửa. Mình sẽ bật chế độ Shift 2. Các bạn có thể thấy các component giống nhau nó sẽ được ẩn hiện tùy theo tùy chọn của chúng ta. Đấy là chế độ Hidden Similar Component trong Component Edit. Tiếp theo là Animation. Animation thì ở đây có các công cụ như là Add Scene, tạo một khung hình nhìn mới. Update Scene là thay đổi một khung nhìn và update nó lên. Hoặc Delete. Ví dụ ở khung nhìn 1 mình đang ở đây, mình sẽ quay nó về đây, kích vào đây, Add Scene. À, mình vào đây, Animation và Add Scene. Ở đây nó bảo là bạn muốn lưu nó khi có bất cứ thay đổi nào, bạn có muốn lưu nó thành một cái style mới hay là update lên hoặc là không làm gì cả, thì mình sẽ chọn làm không làm gì cả. Create. Mình quay sang đây, mình Add Create. Đấy, các bạn thấy khi chúng ta đi từ 1 lên 2 lên 3, chúng ta có một cái những khung hình của bản vẽ. Và các bạn cũng tương tự cũng thể update, ví dụ như khung nhìn 3 đang ở đây, mình muốn nói thành trở này. Các bạn có thể kích vào đây, update và vào view, animation, update, update. Và bây giờ chúng ta sẽ được trở về khung nhìn 3 từ đây, đang được update lên thành đây. Tương tự với các tùy chỉnh khác, previous và next, nó thay tùy chỉnh các thứ tự khung nhìn mà thôi. Và play, chúng ta có thể bật các khung nhìn cho nó chạy thành một đoạn phim. Đấy. Cuối cùng sẽ là setting. Các bạn vào đây, các bạn có thể thay đổi các thông số như là thời gian scan transition, thời gian chuyển đổi giữa các khung nhìn. Ví dụ mình muốn cho nó dài hơn 5 giây chẳng hạn. Skin delay là thời gian delay giữa các khung hình, mình cho muốn cho nó là cũng 2 giây chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy sự thay đổi. Đấy, nó sẽ quay chậm hơn, thời gian delay lâu hơn. Đấy. Đấy chính là công cụ View trong SketchUp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.